Quạt buồm Dyson, mã của nó là MF01. Phím nguồn này. Đây là tốc độ gió này, tốc độ gió có 10 cấp độ nhé, từ 1 cho đến 10 nhé. Còn đây là phần bù ẩm này. Đó, hai phím nguồn bù ẩm, tăng giảm độ bù ẩm này, tắt nhanh bù ẩm này. Đây, phím hiện giờ đây, phím auto này. Đây, sang chế độ bù ẩm này, tắt chế độ bù ẩm này. Hàng đông giá rất là đẹp, rất hoàn hảo mọi chức năng nhé. Chức năng quạt, chức năng bù ẩm, hết giờ, adapter này. Chức này dùng điện 100V nên là chúng ta phải dùng qua một cái đổi nguồn nhỏ nhé. Công suất của nó là 55W.